Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình Chiến binh địa hình vào Chủ nhật tuần này ngày 27 tháng 10. Sau hơn 2 tháng phát sóng, chương trình đã mang đến cho quý khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc qua 17 bài thi đa dạng ở 5 hạng xe, những câu chuyện bên lề thú vị về cộng đồng đam mê off-road tại Việt Nam, cũng như những thông điệp ý nghĩa từ chương trình Thử thách địa hình HTV Challenge Cup. Trong tập phát sóng cuối cùng của Chiến binh địa hình, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình ý nghĩa đó qua lời kể của những khách mời đặc biệt. Người ta thường sợ không đủ sức đương đầu trở ngại, nhưng sức mạnh thật sự đến khi họ không biết sợ gì cả. Đó là điều mà các đội tham dự HTV Challenge Cup rút ra được sau khi trải nghiệm những bài thi đa dạng ở các hạng xe. Sợ làm gì khi chắc chắn sẽ có bất ngờ? Sợ làm gì khi mọi tính toán ban đầu được thực hiện chưa đến 50%? Trong off-road, không có chỗ cho cảm giác sợ hãi, bởi nó đã bị dồn ép bởi rất nhiều cảm xúc khác trong đầu người cầm lái. Như tại HTV Challenge Cup, 17 bài thi dành cho 5 hạng xe đã chứng kiến rất nhiều trạng thái tâm lý của các đội: hào hứng, quyết tâm, bất lực, ngậm ngùi hay vỡ òa. Chúng ta sẽ được nghe lại những cảm xúc đó từ chia sẻ của những khách mời đặc biệt được mời đến phim trường HTV tại thành phố Hồ Chí Minh trong tập phát sóng tới đây. Là sự kiện thi đấu ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam, HTV Challenge Cup mang đến rất nhiều thử thách cho các đội. Với sự tư vấn của các chuyên gia off-road từ nước ngoài, dựa trên địa hình tự nhiên của phim trường HTV tại Hòa Phú, Củ Chi, đã tạo nên một không gian thi đấu lý tưởng mà người mê off-road nào cũng say đắm. Yêu cầu càng cao thì sự chuẩn bị phải càng chu đáo, càng bất ngờ sẽ lại càng hấp dẫn. Khó khăn, nhọc nhằn bao nhiêu càng khiến khoảnh khắc hoàn thành thêm giá trị. Những gì gập ghềnh, bất tiện lại trở thành điều gì đó lạc quan, thu hút qua con mắt của người mê off-road. Vậy nên họ nhìn nhận bài thi không phải dựa theo độ khó, mà là bài học, là kinh nghiệm đằng sau mỗi thử thách. Với họ, kỷ niệm khó quên chưa hẳn là khi hoàn thành trước mọi người, mà là điều họ tích lũy được để chuẩn bị cho những hành trình chinh phục mới. Thiên nhiên là không gian trải nghiệm quen thuộc của người chơi off-road. Vì thế, ở HTV Challenge Cup, yếu tố bảo vệ môi trường luôn đặt lên hàng đầu. Từ nội quy thi đấu cho đến thói quen sinh hoạt trong rừng của từng thành viên tham dự cuộc thi đều mang đậm tinh thần quý trọng thiên nhiên. Qua đó tuyên truyền ý thức gìn giữ, tôn tạo không gian xanh đến xã hội. Đó cũng là thông điệp mà ban tổ chức HTV Challenge Cup muốn gửi gắm đến cộng đồng qua sự kiện thể thao hấp dẫn này. Bên cạnh sự cống hiến của các đội tham dự và bộ phận điều hành HTV Challenge Cup, loạt chương trình Chiến binh địa hình với 12 tập phát sóng vào mỗi cuối tuần không thể nào thực hiện nếu thiếu những con người tâm huyết của bộ phận sản xuất. Công việc của họ là gì? Những bài thi của họ liệu có cam go như các đội tham dự? Cùng đón xem tập 12 Chiến binh địa hình 11 giờ Chủ nhật tuần này 27 tháng 10 trên HTV7, phát lại nhiều khung giờ trên HTV Thể thao. Quả là những hình ảnh và chia sẻ giàu cảm xúc từ Chiến binh địa hình, nhưng vẫn còn 5 số đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong tuần sau với những câu chuyện chưa được kể. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi qua fanpage HTV Thể thao, kênh YouTube HTV Entertainment và ứng dụng HTVC để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!